follow cái xem Việt Nam hay là Gil. Bất chợt, bất ổn và chắc là hơi tối một tí tại vì Gil thích màu đen. Chắc là street style bởi vì đó là cái nơi mà thỏa sức các bạn có thể sáng tạo và thể hiện cá tính của mình. Hướng nào cần được loại bỏ thì Gil nghĩ là chắc là không có, bởi vì tất cả chúng ta đều cần cái xu hướng thời trang riêng để nói lên được cá tính của bản thân mình, thì chắc chắn sẽ có một xu hướng nào đó phù hợp với một bạn nào đấy, đúng không nào? Không nên loại bỏ bất kỳ gì cả. Hơi lười dọn nhà nhưng một khi đã dọn thì rất gọn luôn, cực kỳ gọn, sạch sẽ, một chút gọn là lẽ thứ hai là ra lẽ nào cũng nói hết cho ta nè, mà không có nào ít người biết hết. Tật xấu của Gil mà ít người biết, khi mà Gil đã trốn thế giới rồi thì Gil có thể khóa cửa và ngủ liên tục 3 hôm không liên lạc với ai cả. Gil nghĩ Gil sẽ trở thành một chef nấu ăn, bởi vì Gil rất thích nấu ăn. Khi nấu ăn là Gil tập trung vào và thoải mái, và quan trọng hơn hết là Gil thích ăn ngon nữa, cho nên khi mà mình nấu xong mình sẽ ăn luôn. Chắc chắn là hơi quy quy, năng động, thoải mái, một cái năng lượng tích cực và tươi đẹp. Tố chất mà Gil nghĩ chọn làm này chắc chắn là cái tính cách rồi. Có thể quậy thì sao cũng được, nhưng sao cũng được thể hiện cá tính của mình. Nhưng mà đối với sự thế, đối với những người khác đó phải ý là trong cái trường hợp mà Gil cảm thấy phù hợp với mình thì chắc chắn là mình sẽ crush bạn đó. Chắc Gil nghĩ sẽ chọn bạn xấu mà thông minh, nhưng mà phải chọn để làm gì ta? Cho người yêu. Ngơ tới mức nào, xấu tới mức nào ta? Càng nữa là suy nghĩ sâu xa, phân tích các thứ thì quan trọng phải là cảm xúc trước. Chắc mình vẫn sẽ thiên về cái sự thông minh, mà bởi vì khi mà mình nói chuyện được với nhau có những cái cảm xúc nó rất là khó nói được lời. Khi mà thông minh ấy, và người ta sẽ biết cách cư xử tử tế, dễ thương, khéo léo, và khi mà thông minh người ta sẽ biết nhận ra những điều tích cực để thay đổi cơ thể của mình, có thể hoàn thiện hơn về ngoại hình cho theo một khoảng thời gian dài. Còn nếu mà ngơ quá thì chỉ đẹp theo thời gian, đẹp cũng sẽ lụi tàn hết. Cảm ơn rất nhiều tất cả bạn độc giả của Love Yourself, và hy vọng các bạn sẽ thích bài báo tháng này có Gil nhé. Và nhân dịp năm mới thì Gil cũng gửi lời chúc đến tất cả mọi người sẽ có một năm mới hạnh phúc nè, hạnh phúc với gia đình, và quan trọng hơn hết là sẽ đi tìm được tình yêu của mình trong 2020. Yeah.